Còn quái vật gì đây? Đồ ăn thịt người khổng lồ, trời ơi. Không đánh nhau được với nó à? À, đây đây đây. Tiếp tục. Đập đi. Chưa được, cố lên. Cái nữa đi bạn Hoa. Ủa? À. Ủa không phải, không phải, không phải, không phải. Thôi 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 thôi. Để đi đã, để đi đã. Ách chà. Được thôi, làm gì căng à. Ách chà. Mẹ mày. Chết đi con. Pick up cái này à? Ở đâu? Xoay. Mấy cái này nó đòi hỏi mình phải nhớ map kỹ. Đi đâu làm gì rồi phải nhớ. Pick up. Quạt ngừng, gắn vào đây. Cối xay sử dụng. Grow rồi sao nữa? Nước bơm xuống đây. Ồ, không được rồi. Không được, không được. Còn đường bên kia nữa kìa. À, ok. Xuống đây mở nước. Rồi, 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 hiểu rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Lên đây, lấy cục này bật nước xuống kia, đá, cái đó mở nước. Ôi. À, bạn mèo vẫn coi like hả? Nãy giờ không để ý luôn á. Ủa, đây đây, đá. Quá đời không? Trời, tưởng đâu quái vật chứ. Gì nữa? À... Rồi, phải kiếm hạt giống để vô. Thì nó đã nó ấy mới được. Trời, chà chà, đừng buồn nha, game có vẻ không đơn giản như mình nghĩ. U rồi ôi, ở đây lại thiếu chưa có hạt giống nữa chứ. Rồi, hạt giống để vào chậu, chậu trồng ra cây nhỏ, cây nhỏ đem xuống đây, vãi cả con game. Rồi nữa, nó thiếu cái bánh răng nữa. Ngoá. Đêm nay giải quyết được game này là có vẻ impossible rồi đấy. Cho anh xin cái bánh răng.
Nên làm gì? À, lấy hạt giống. Ok luôn. Ok luôn. Ấy, à đẹp, đúng rồi, đúng rồi. Xuống đây tưới nước, xuống đây tưới nước. That will not work. What? Its shell is too thick. We need to crack it. Crack it. Crack. Crack. Là sao? Certainly not. That will not work. Its shell is too thick. We need to crack it. Crack it. No way. Cần phải đập vỡ cái hạt đó ra. À rồi, ok. Trời ơi, đập vỡ hạt. Mày được lắm con game ạ. Phải đem cái hạt ra chỗ này để. Được rồi, rủ con cây ra đây. Perfect. Thường thôi, đừng khen mình thông minh làm gì. Khen lại bằng thừa. Khen lại bằng thừa. Khen lại bằng thừa thôi. À. Không, không căng não lắm đâu. Mà vui á, đại đố chỗ này hay mà. Ồ, bên đây một cái shit nữa. À, chết một con trước đi được tính. Trời trời trời, mất máu kìa. Ra đây con quỷ kia. Chết mày đi. À, mày được lắm con game. Giờ phải đem cái hạt này về đập ra trồng lại lấy thành giống mới. Mẹ mày, bố sẽ phá đảo mày. Đập nhanh cái con cây kia. Speed run. No way. Gì nữa? Đúng rồi, còn no way gì nữa cha. Rồi cái gì đây? Đùa với bố à? Cho em ít máu anh ơi. Đầy máu luôn. Poison. Rồi ra làm gì? Lấy được cái poison này. À, đừng nói để giết con. Poison để làm gì ta? Không lẽ để vào đây à? Oh shit. Thì ra là vậy, để giết con cây. Hello bạn cây. Yes. Tạm biệt bạn nha. Buddy. Another trumpet piston. Good work. Ooh. Tough nut to crack. That was a quay lên chỗ này, còn mấy chỗ chưa đi này. What? À.
Rồi, biết 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 biết. Lấy cái này thì đường ống dẫn sẽ mất nước cái gì. Mình biết mà. Cái game này là cái kiểu là cái món đồ vật mà mình cần để lấy ở cuối của cái màn nó sẽ xuất hiện ngay ở đầu. Thế mới buồn cười. Đi một vòng cuối cùng vẫn phải quay lại. Và tất nhiên không quên lượm luôn này đi cho chắc. Ê! Lượm luôn này đi một lát nữa, phải quay lại lượm vậy à? Gì vậy? Gì mà nốt? Gì mà nốt? Ôi chết. Ủa, nãy mình giết rồi mà. Ủa, sao nãy mình giết con cây rồi mà ta? Bây giờ nó lại còn nhỉ? Vô lít nhỉ? À, nãy mục đích dưới con cây là để lấy được cái nút bấm cái kèn trumpet. Sau khi lấy được rồi thì nó sẽ sống lại nhưng mà nó không có tác dụng gì nhiều. Ok, hiểu. Ok, giờ là bắt đầu lấy cái cục xanh kia. Game này nó bắt đi lại đi liên tục luôn mà lại không hỗ trợ map nữa. Cũng là một challenge. Một bài học nữa để rút ra nha. Ok, lấy được cái gì đây? Lại là một mảnh ký ức. Why don't you trade us some of the other kids from school? If they want play. Mình có vẻ là một đứa trẻ bình thường là ít giao thiệp với bạn bè. Kiểu vậy. Vậy là lấy được một cục màu xanh này. Mình cần hai cục màu xanh. Cái này hết đường rồi đúng không? Cục màu xanh nữa ở đâu nhỉ? Một màu xanh, hai cái trâm pét rồi. Rồi, thứ kia xong rồi. Đường này thì đâu có gì nữa đâu. Có vẻ là trở về lại đường cũ được rồi đấy, kinh nghiệm nhé, kinh nghiệm là chỗ này mà.